Xin chào các bạn, bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau rửa tay trước khi chúng ta học bài nhé. Đây mình sẽ có một số dạng gel rửa tay như này. Cái dạng này thì sẽ các bạn sẽ hay thấy trong bệnh viện hơn này. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau rửa tay. Bước đầu tiên thì chúng ta sẽ cho một lượng vừa đủ vào trong lòng bàn tay của mình. Rồi, mình sẽ làm chậm lại cho mọi người cùng theo dõi nhé. Đầu tiên thì chúng ta sẽ làm sạch lòng bàn tay của mình trước. Đây, các bạn sẽ cùng đếm với mình nhé. Từ 1 đến 5 này. 1, 2, 3, 4, 5. Làm sạch lòng bàn tay. Sau đấy thì chúng ta sẽ lật tay là như này. Để làm sạch các kẽ tay của mình. Đó. 1, 2, 3, 4, 5. Và mọi người sẽ lưu ý là cái phần tay này của mình cũng rất là dễ bị bỏ quên này. Chúng ta sẽ làm sạch như này. Đó. 1, 2, 3, 4, 5. Và chúng ta sẽ làm ngược lại như vậy. Rồi. Bước số 3 chúng ta sẽ đan các tay. Đan các tay vào với nhau. Rồi bước số 4 thì mình sẽ làm như thế này. 1, 2, 3, 4 này. Và mình sẽ có thể làm như này. Hoặc là mình sẽ vệ sinh 4 cái đầu này. 1, 2, 3, 4. Đó, bước số 4 là như vậy. Rồi bước số 5 thì mình sẽ vệ sinh cái ngón tay cái này này. Số 5, 5. Như là mình đang lái motorbike. Đó, như vậy. Rồi, như là lái xe. Rồi bước số 6 thì mình như là mình vẽ một số 6 trong cái lòng bàn tay của mình. Để mình làm sạch các cái đầu ngón tay của mình. 1, 2, 3, 4, 5. Đó, 2, 3, 4, 5. Và nếu các bạn có rửa tay bằng xà phòng và nước thì chúng ta có thể làm thêm bước số 7 nữa là vệ sinh cái cổ tay này. Đó. Còn nếu không thì chúng ta chỉ dừng lại đến bước số 6 là được rồi. Đó, vậy là sạch rồi. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau nói lại một chút nhé. Đầu tiên, bước đầu tiên sẽ là cho một lượng vừa đủ vào lòng bàn tay. Sau đó chúng ta sẽ vệ sinh lòng bàn tay trước. 1, 2, 3, 4, 5. Bước thứ 2. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Rồi, 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Rồi, đổi bên. Bước số 5, lái xe. Bước số 6 là vẽ vào lòng bàn tay. Rồi, bởi vì mình rửa tay khô cho nên là chúng ta chỉ cần 6 bước như vậy thôi là tay của mình đã sạch rồi. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đi học thôi. Bye bye các bạn.